Chào các bạn, hôm nay thì nhà mình lại tiếp tục bỏ ra đảo. Một ngày công việc của bọn mình như vậy á các bạn, bốc hàng và bỏ lên đảo. Ở đấy thì sáng nay thì mình có bỏ hàng ở Bình Thuận đấy các bạn, giờ thì bỏ ra đảo. Nhà mình chuẩn bị đóng hàng Tết đó các bạn. Tết rồi thì các chợ và công ty họ lấy rất là nhiều này.